Bale phủ nhận mâu thuẫn với Ronaldo. Cựu tiền đạo Gareth Bale tiết lộ Cristiano Ronaldo luôn tử tế, không chèn ép anh tại Real như lời đồn. Sự hiện diện của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema là một trong những lý do khiến tôi gia nhập Real Madrid. Tôi muốn thi đấu với hai người họ, cũng như những người phía sau như Modric, Alonso hay sau này là Toni, Bale nói trong buổi phỏng vấn với tờ The Times. Bale rời Tottenham để chuyển đến sân Bernabeu năm 2013 với mức giá kỷ lục khi đó là 110 triệu đô la Mỹ. Anh giành 3 chiếc vô địch La Liga, một cúp nhà vua, một siêu cúp Tây Ban Nha, một siêu cúp châu Âu, 3 Club World Cup và 5 Champions League trong 8 mùa giải khoác áo Real. Tại Real, Bale hợp cùng Ronaldo và Benzema tạo thành bộ ba BBC nổi tiếng. Đây là những trụ cột tạo nên đội hình Real huyền thoại giành 3 chiếc vô địch Champions League liên tiếp các năm 2016, 2017 và 2018. Từng có không ít đồn thổi về sự cạnh tranh vị thế ngôi sao số 1 câu lạc bộ giữa Ronaldo và Bale. Tuy nhiên, cựu cầu thủ xứ Real phủ nhận. Các cầu thủ Real đều tốt. Tôi biết người ta bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và Ronaldo, nhưng tôi chưa từng gặp vấn đề với bất kỳ ai. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, Ronaldo luôn tử tế trong phòng thay đồ. Thành thực mà nói, tôi đã rất vui trong khoảng thời gian ở Real. Anh nói, từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới nhưng Bale tiết lộ anh chỉ muốn biến mất khi nghe thấy danh xưng giải ngân hà, từng được gán cho đội hình toàn ngôi sao của Real. Khoảng thời gian cuối tại sân Bernabeu của Bale không êm đẹp. Anh mất suất đá chính, bị cổ động viên chỉ trích vì lơ là chuyên môn. Tuy nhiên, cựu tiền đạo 33 tuổi khẳng định anh chưa từng hối hận vì gia nhập Real. Tôi muốn khoác áo Real và đã có những khoảnh khắc tuyệt vời ở đó. Nhưng cũng có thời điểm rất khó khăn, khiến tôi cảm thấy vô cùng cô đơn, Bale trải lòng. Sau khi chia tay Real, Bale chuyển sang Mỹ chơi bóng cho LAFC rồi giải nghệ vào tháng 1 năm 2023. Tổng cộng, trong 17 năm chơi chuyên nghiệp, anh ghi 185 bàn trong 553 trận cấp câu lạc bộ. Với tuyển xứ Wales, 111 lần khoác áo và 41 bàn của Bale đều là kỷ lục. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.